Thì anh xin kính chào quý khán giả thân thương của chương trình Câu chuyện phái mạnh được phát sóng trên kênh VTV9 Đài truyền hình Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu thì vốn là một xung đột và rất là thường thấy trong mỗi gia đình, đặc biệt là với các gia đình mà có tất cả mọi người cùng sống chung với nhau trong một căn nhà. Người ngoài nhìn vào thì có thể thấy là đó chỉ là những xung đột bình thường mà gia đình nào cũng gặp. Tuy nhiên là đối với góc nhìn của người đàn ông, người đứng ở giữa, người chồng, người con thì đây là một điều vô cùng khó khăn. Vậy như làm như thế nào để mà mẹ được vui nhưng vợ cũng không buồn thì đó là điều mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong câu chuyện ngày hôm nay. Và xin giới thiệu với tất cả quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và chia sẻ cùng với tiến sĩ tâm lý Đào Lê Hòa An. Dạ, xin chào anh. Xin gửi lời chào đến Phi Anh cũng như tất cả quý vị khán giả đang đón xem chương trình. Và giờ đây thì xin mời anh An cùng với tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đón xem tình huống trong ngày hôm nay nhé. Ủa, mẹ làm gì vậy mẹ? Làm con dâu mà để mẹ chồng vô bếp rửa chén rồi, mẹ làm cái gì vậy mẹ? Nhưng mà chén bát sáng nay con rửa hết rồi mà. Con rửa sạch quá nên tôi phải rửa lại đó. À, con hiểu rồi. Vậy thì mẹ, kể từ ngày mai mẹ giúp con luôn phần rửa chén nha, cho vừa ý mẹ. Chứ bây giờ con rửa hết rồi, mẹ lại đem ra mẹ rửa lại lần nữa, chứ mà cực công tốn sức hao nước vậy mẹ. Cô dám nói chuyện với tôi như vậy hả? Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, rửa chén rửa cho kỹ. Thứ nhất, rửa phải sạch, đến khi nào mà lấy cái tay làm cái này nè, nghe kít kít mới được. Thứ hai là phải ốp lên, chừng nào khô ráng mới bỏ vô tủ. Có như vậy cô làm cô không được đó, thì làm sao mà làm vợ làm dâu được chứ. Mẹ ơi, ngoài chuyện gia đình con còn có công việc riêng nữa chứ. Với lại rửa chén rửa một lần là được rồi, mẹ đừng có chi li quá được không? Nè, cô tuổi con gì vậy? Tuổi con cô phải không? Mẹ chồng nói một tiếng, cãi một tiếng là sao? Trong 12 con giáp làm gì có con cua mẹ. Bình ơi! Thằng Bình đâu? Thằng Bình đâu? Đứng lại! Cô phải đi làm mẹ. Nghỉ làm một bữa đi, ở nhà ngồi xuống. Không nói nhiều, ngồi xuống. Giải quyết cho rồi đấy. Gì hoài vậy trời. Nè. Dạ. Có coi dạy là vợ con đi. Dạ, dạ. Làm dâu kiểu gì á, mẹ chồng nói một tiếng cãi chăm chẽm hà. Sao em vậy hả? Sao cứ cãi mẹ hoài vậy? Ủa anh, nếu như mà mẹ anh không vô lý thì em cãi lại làm chi? Mẹ cũng vậy thôi. Con thấy cái chuyện nó không có đáng gì hết trơn á, mẹ có la vợ con nữa được không? Con nói gì vậy? Con bênh vợ con hả? Trời là trời, ngó xuống mà coi. Nuôi con trai khôn lớn, cưới vợ cho nó mà vẫn nghe lời vợ. Một tiếng vợ, hai tiếng cũng vợ. Mẹ bình tĩnh mẹ, mẹ đừng có giận nữa mẹ. Để con. Em nè, em phải chu đáo chứ. Em làm gì mẹ giận rồi sao? Ủa, là sao? Bây giờ mẹ anh vô lý, mắng chửi em vậy mà anh nói em sai hả? Bây giờ con nói đi. Giữa mẹ và vợ con chọn ai? Mẹ. Anh nói đi. Giữa em và mẹ, anh chọn ai? Chọn ai? Nói lẹ đi. Con trong bình yên. Anh An thân mến, bỗng dưng là em nhớ một câu hỏi mà rất là nhiều người đàn ông hay gặp phải. Đó là mẹ và vợ cùng rơi xuống nước thì sẽ cứu ai trước, đúng không ạ? Và đó là cái câu hỏi mà gây khó cho rất là nhiều người, đúng không Phi Anh? Dạ đúng rồi. Thật ra cái câu trả lời nó làm sao cho nó phù hợp thôi. Ai gần thì mình cứu, đúng không? Và thật sự là ai mà mình có khả năng thì mình sẽ cứu người đó, chứ không phải là trước hay sau. Vậy thì câu chuyện trong cái tình huống vừa rồi chúng ta thấy là chắc chắn là rất là khó xử dành cho những anh chồng đây. Dạ. Tuy nhiên là em thấy là dường như là những người đàn ông hay bị đặt vào những cái trường hợp là phải chọn mẹ hay chọn vợ. Và liệu là vì sao lại dẫn đến cái điều đó ạ? Ở đây chúng ta thấy là cái câu chuyện là mẹ chồng nàng dâu luôn luôn là câu chuyện mà không có hồi kết. Vì rõ ràng là cái tình yêu thương của người mẹ dành cho con trai của mình từ lúc mà sinh con ra cho đến khi mà con trưởng thành. Con đã trưởng thành nhưng mà chưa có cái thời gian để mà có thể là phụng dưỡng cho cha mẹ thì lại là đã đi kết hôn. Đấy, thế là những người trong cuộc, đặc biệt là người mẹ, đã cảm thấy rằng là mình đã mất đi cái đứa con trai của mình cho một cái người phụ nữ khác, cho một cái người lạ khác mà mình không hề quen biết đó là ai. Thì đó là một cái mối quan hệ khá là nhạy cảm.
Và chắc chắn rằng là nếu như những người trong cuộc chúng ta không thực sự thấu hiểu những cái nhu cầu hoặc là những cái tâm lý của nhau thì có lẽ là cũng sẽ gây ra những cái tình huống khó xử, giống như tình huống mà chúng ta đã vừa xem. Người mẹ thì cũng khó tính quá, đúng không? Đi xem từng cái chén, từng cái bát, xem coi là cái nào chưa được theo ý của mình. Trong khi thì người con dâu thì cũng đã làm rất là nhiều việc trong gia đình rồi, chứ không phải là chỉ có cái câu chuyện là đi rửa chén hay không. Dạ, đúng không ạ? Đấy, đặc biệt là trong cái giao tiếp ứng xử thì với cái sự dồn nén đó thì lại dồn lên cho chính cái người chồng của mình. Thì đó cũng là một trong những điều mà anh thấy là chắc chắn là những người chồng, những người con trai trong những tình huống như thế này rất là khó xử. Ngay lúc này thì vấn đề đặt ra là liệu là sự căng thẳng giữa mẹ chồng và nàng dâu sẽ được giải quyết êm đềm hơn hoặc là trở nên căng thẳng hơn, liệu là có phải dựa vào cái cách hành xử của người đàn ông đứng giữa không ạ? Chắc chắn là người trọng tài trong trường hợp này phải là những người mà có một cái tinh thần thép. Anh thường hay nói là phải có một cái trái tim nóng và một cái đầu lạnh. Chúng ta thấy là với những cái tình huống như thế này thì anh chồng có lẽ, theo anh nghĩ nha, sẽ phải điều đình một chút, sẽ phải được rồi, để anh xem như thế nào. Mình phải làm dịu cái người trước mắt trước, đúng không? Rồi bắt đầu mình mới tìm hiểu cái tình huống như thế nào để mà mình có thể có một cái lời nói với người mẹ của mình. Đó là cái trước mắt. Nhưng mà về lâu dài thì anh nghĩ là sẽ cần phải có nhiều cái hoạt động hơn của gia đình để mà những người trong gia đình sẽ phải thấu hiểu với nhau nhiều hơn. Đi chơi với nhau trong một cái chuyến đi, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ dễ cởi mở cái lòng mình nhiều hơn. Rồi những cái dịp đặc biệt thì cũng có thể là cùng với vợ của mình mua cho mẹ những món quà, đúng không ạ? Tức là mình phải lấy lòng và mình sẽ phải thể hiện nhiều hơn nữa những cái hành động, những cái lời nói để mà làm sao đó mình dung hòa được cái mối quan hệ trong chính gia đình. Chứ nếu không, anh nghĩ là cái người mà sẽ bị bệnh, cái người mà sẽ mệt mỏi chính là cái người chồng. Rồi. Bây giờ thì xin mời chuyên gia cùng với quý vị khán giả là chúng ta đón xem là anh chồng có gỡ được cái nút thắt này hay không nhé. Xin mời quý vị. Chú Tám ơi, chú Tám cứu con chuyện này đi chú Tám. Trời, cứu mày, tao cứu không nổi. Chết con luôn rồi chú Tám ơi. Trời, ngày nào cũng phải nghe hai bên chửi như vậy, cũng lùng bùng cái lỗ tai. Chú Tám nói vậy chứ này con đi ở ẩn luôn quá chú Tám. Trời ơi, mày nghĩ đi, một con người mà đứng giữa hai cái loa phát thanh làm phan phan phan, sao chịu nổi? Thì đó, cũng vừa cho mày lắm. Gì cho con? Lỗi của mày. Con có bị lỗi làm gì đâu. Cái lỗi của mày là mày đổ dầu vô lửa, lửa đang cháy mày đổ dầu vô. Tại vì hai người đàn bà ta đang cãi nhau mà mày công khai mày binh vợ trước mặt mẹ mày. Rồi cái thứ hai nữa là có khi mày binh mẹ mày trước mặt vợ mày đó. Trời ơi, chú Tám không có hiểu hoàn cảnh của con hả? Bây giờ lúc đó nè, con đang đứng ở đó, hai người bắt con phải lựa chọn, con không chọn biết làm sao giờ? Bắt mày lựa chọn? Dạ. Bắt mày phải nói? Đúng rồi. Như vậy là khi mà họ bắt mày nói thì mày cũng không được nói. Không nói. Rồi khi mày họ bắt mày lựa chọn thì mày không lựa chọn. Không lựa chọn. Đó. Đó. Hả? Lúc đó con làm sao? Bởi vì mày còn non và xanh lắm. Những lúc như vậy á, mày phải im lặng chờ đợi thời cơ. Mày phải chờ đợi đến cái thời điểm mà thích hợp đó, lúc mà đứng ra hòa giải. Nhưng mà nè, mày hòa giải cũng phải khôn khéo nghe. Hòa giải cũng phải ở một cái vị trí trung lập. Không binh vực ai, không nghe thôi ai, không nghiêng về bên nào hết. Thì lúc đó mới được. Trời ơi, chú Tám nó bừng sáng lên liền chú Tám ơi. Ý chú Tám là con phải giống như là một cái người trọng tài, cầm cân nảy mực. Vậy là nãy con làm sai hết rồi. Quá sai chứ nữa. Tao nói mày nghe nè, bà mẹ nào cũng vậy á, khi mà đứa con trai mình binh vợ bỏ mình cực kỳ ghét. Đúng rồi chú Tám. Có ác cảm với con dâu liền. Chính xác. Rồi cái người vợ cũng vậy nữa, khi mà mình cưới chồng để chồng nó che chở. Nhưng mà về cái binh mẹ ruột rồi bỏ mình bơ vơ cực kỳ giận. Trời, có thể là chia tay luôn đó. Trời ơi chú Tám ơi, chú Tám nói tới đâu nó đã ngứa, giống như chú Tám gãi đúng cái trùng ngứa con của chú Tám. Trời ơi, con nói chú Tám thằng thượng của con. Người ta nói chú Tám giống như là một bản thiết kế vĩ đại, tài hoa nghệ thuật, phụ nữ rất yêu nha. Chú Tám giỏi quá. Tao nói mày nghe nè, kinh nghiệm đầy mình hơn 40 năm làm hòa giải viên cho hai nữ hoàng nhà tao. Dạ, vậy mà con tưởng đâu có mình con bị vậy thôi. Chú Tám cũng bị hả chú Tám? Cuộc đời mà mày, ai bước vô hoàn cảnh hôn nhân không bị, mày bị hết á. Khổ lỡ cái chỗ đó, làm đàn ông tốt khó lắm con. Dạ, vậy thôi giờ con với tôi chú Tám đại diện cho những người đàn ông. Chú Tám chỉ cho con cái cách nào để mà chấm dứt cái tình trạng này được không chú Tám?
Được chứ? Dạ. Biết tao chấm dứt được khi nào không? Dạ khi nào chú Tám? Tao bắt đầu chấm dứt được cái cảnh khổ đó. Dạ. Từ lúc mà má tao bỏ đi theo ông thợ bà. Đi theo ông thợ bà hả? Là mất hả chú? Đó đúng rồi. Lúc mà má tao bỏ đi theo ông thợ bà rồi, cái là lúc đó cuộc sống nó im lặng, không có một sự cãi giả đâu. Nói vậy là con phải chịu cảnh này một thời gian rất dài nữa hả chú Tám? Đúng rồi. Cái đó là cũng hên xui đó, do mày nghe biết. Mà nói gì nói á thì á, đồng ý là má tao mới đi rồi á thì là mới im lặng, nhưng mà thật sự ra là vẫn đúng cách tao nói mày nãy giờ đó. Dạ. Là mình phải biết khôn khéo để đứng trung lập, để mà không binh vực ai, để phân tích cho đúng đắn. Dạ. Để là không ai giận ai hơn. Dạ. Hiểu chưa? Làm cái gì làm á, không được binh vực bất cứ người nào, phải trung lập. Dạ con hiểu rồi chú Tám. Ừ. Dạ vâng, may quá đã tìm được một vị cứu tinh là chú hàng xóm. Tất nhiên là không ai muốn là bị đặt vào cái sự lựa chọn éo le như vậy, chọn mẹ hay chọn vợ. Tuy nhiên là cũng nhìn thấy được là cái sự khó xử, cái sự bối rối của anh chồng trong câu chuyện trên. Chúng ta sẽ cùng phân tích thêm kỹ hơn một tí về tâm lý của người chồng, người con khi mà bị đặt ở giữa gọi là cán cân như vậy. Xin mời chuyên gia. Ở đây chúng ta thấy là cái người chồng, cái người con trai chắc chắn là khó xử rồi. Yeah. Và sẽ không biết là sẽ bên nào cũng không thể nào mà mình bên vực và mình sẽ la bên kia được hết á. Vậy thì câu chuyện ở đây đúng như trong cái đoạn tình huống chúng ta thấy á, là thôi thì chúng ta cứ rút đi. Rồi chúng ta sẽ trò chuyện riêng với từng người, bởi vì ngay tại cái thời điểm này hai người không có chịu nhau. Yeah. Đúng không? Chúng ta sẽ phải hiểu rõ là cái hành động của người mẹ hay của người vợ xuất phát nó từ cái điều gì. Anh lấy ví dụ nha, trong cái việc mà mình rửa bát, mà nếu mình rửa không sạch, nếu như mà cái xà bông để mà mình rửa bát đó nó còn tồn đọng ở trong cái bát thì chắc chắn nó sẽ gây hại cho chính sức khỏe của mình. Vậy nếu như người chồng người ta khi trò chuyện với mẹ hiểu rõ lý do là tại sao mà mẹ phải làm như vậy thì có thể giải thích lại cho người vợ của mình. À, xuất phát điểm là lo cho sức khỏe của gia đình, chứ không phải là vì người mẹ ghét cái người con dâu mà phải đi kiểm tra như vậy. Đấy, thì chúng ta phải làm sao để cho những người trong cuộc phải có thực sự thấu hiểu cái bản chất nó xuất phát từ đâu. Yeah. Và cái điều quan trọng hơn nữa đó là chính cái người ở giữa đó phải tạo ra một cái môi trường, phải tạo ra nhiều cái hoạt động để mà những người trong gia đình, đặc biệt là mẹ chồng, rồi con dâu có cái cơ hội để mà cùng phải hợp tác với nhau, mới làm được một cái điều gì đó, một cái việc gì đó, thì lúc này mới thấy là thực sự cần nhau. Ví dụ nha, bây giờ có một đứa con, bây giờ ai trông? Hai chồng lúc người đi làm đều đi làm hết, ai trông bé? Rồi ví dụ như là lúc mà hai vợ chồng đi chơi cùng nhau thì ai ở nhà trông trẻ? Dạ, thì phải nhờ mẹ trông trẻ, đúng không ạ? Dạ. Vậy lúc này mới thấy tầm quan trọng của người mẹ xuất hiện như thế nào. Vậy thì những cái hoạt động sẽ giúp cho chúng ta thực sự là thấu hiểu đối phương nhiều hơn, và khi chúng ta đặt chân vào chiếc giày của nhau thì thực sự chúng ta sẽ thấu hiểu, và chính cái sự thấu hiểu đó thì nó mang lại một cái tiếng cười, nó mang lại một cái tình cảm giữa những người thân yêu trong gia đình. Như vậy thì chuyên gia sẽ dành thêm một cái lời khuyên nào đó cho tất cả các anh nam đang theo dõi chương trình, là nếu như mà gặp phải cái trường hợp như vậy thì mình nên làm gì để giải quyết nhanh, gọn lẹ, vừa làm cho mẹ vui nhưng cũng không làm cho vợ buồn ạ? Anh nghĩ là ngay từ đầu chúng ta phải suy nghĩ ra những cái tình huống và chúng ta phòng chống ngay từ đầu. Lúc mà mới quen nhau đó thì chúng ta cũng sẽ cần phải nói cho cái người yêu của mình biết được những cái tính cách của người mẹ của mình. Đúng không? Và ngược lại thì chúng ta cũng nói cho người mẹ thấu hiểu, để mà trước đó chúng ta phòng ngừa đi và tạo ra một cái mối quan hệ thân tình từ trước. Anh nhận thấy rằng là có những gia đình đó thì mẹ chồng nàng dâu rất là thương yêu lẫn nhau, thậm chí là con dâu có thể ngủ đến 10 giờ sáng vẫn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra. Điều quan trọng đó chính là cách thức của chúng ta, điều quan trọng đó chính là chúng ta có thực sự thấu hiểu hay không, và điều quan trọng đó là chúng ta có nhường lại cái tôi của mình để mà chúng ta cùng vun đắp cho một cái lớn hơn, đó chính là cái hạnh phúc, đó là tình yêu thương của gia đình hay không. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ và những lời khuyên rất là bổ ích, rất là sâu sắc của chuyên gia trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đến đây thời lượng phát sóng của chương trình Câu Chuyện Phái Mạnh đã khép lại. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình tuần sau. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.